Thưa quý vị, sáng 11 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 15. Điều đáng nói, khi kỳ họp đang diễn ra, thì khói bất ngờ bao trùm cả hội trường nên buộc phải dừng kỳ họp giữa chừng vì sự cố hy hữu này. Theo ghi nhận, khoảng 11 giờ cùng ngày 11 tháng 7, khi các đại biểu đang dự phiên khai mạc của kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, bất ngờ làn khói trắng xuất hiện bao trùm hội trường. Ngay sau đó, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã yêu cầu các đại biểu nghỉ họp do sự cố hy hữu này. Chiều cùng ngày sẽ tiếp tục họp. Nguyên nhân khiến khói bao trùm toàn hội trường là do sự cố về máy lạnh. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Theo chương trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến các báo cáo thường kỳ. Trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ quyết nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trong năm 2023 và giai đoạn 2022-2025. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.